Thưa quý vị và các bạn, đồi Charlie, điểm cao 1015 là địa danh nằm tiếp giáp giữa ba huyện Sa Thầy, Đắc Tô và Ngọc Hồi thuộc tỉnh Kon Tum. Do điểm cao chiến lược này có thể quan sát, khống chế cả vùng rộng lớn ngã ba Đông Dương, nên ngay từ những năm 1960, quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã cho xây dựng một cứ điểm quân sự để kiểm soát khu vực. Từ cuối tháng 3 năm 1972, tại hai điểm cao này đã diễn ra các trận đánh vô cùng khốc liệt giữa Trung đoàn Bộ binh 64-52-48 và Tiểu đoàn 19 đặc công thuộc Sư đoàn 320A với lực lượng đóng giữ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa có sự chi viện của pháo binh và máy bay. Đặc biệt, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 4 năm 1972, Trung đoàn Bộ binh 64 do Trung tá Khuất Duy Tiến chỉ huy đã cùng quân và dân địa phương kiên cường chiến đấu, chấp nhận hy sinh để diệt gọn tiểu đoàn nhảy dù 11 quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chiếm và kiểm soát hoàn toàn điểm cao Charlie. Mời quý vị và các bạn hãy cùng xem lại diễn biến thắng lợi tại khu vực quân sự quan trọng đồi Charlie qua video ngày hôm nay. Những thắng lợi to lớn của quân và dân Việt Nam, Lào, Campuchia trong năm 1971 đã dẫn đến những thay đổi trong cục diện chiến tranh, đặc biệt sau thất bại ở đường chín Nam Lào, buộc Mỹ Ngụy phải co về phòng ngự trên chiến trường miền Nam. Tây Nguyên được Mỹ Ngụy đánh giá rất quan trọng về chiến lược, chúng cho rằng muốn chiến thắng ở miền Nam thì phải kiểm soát bằng được vùng cao nguyên Trung Phần. Vì vậy, địch tăng cường lực lượng lên giữa Kon Tum, điều thêm các sư đoàn dù thuộc lực lượng dự bị chiến lược đến khu vực này. Trên tuyến phòng ngự ở phía tây bờ sông Poco, Mỹ Ngụy tăng cường lực lượng bộ binh, thiết giáp, pháo binh, không quân và trang bị nhiều vũ khí tối tân hiện đại. Đồng thời xây dựng công sự vững chắc, xung quanh có hệ thống vật cản dày đặc với nhiều lớp rào dây thép gai, bố trí mìn chống tăng, chống bộ binh, mìn Claymore, các khẩu đội pháo. Đặc biệt là sự xuất hiện của lữ đoàn dù 2 và 3 thiện chiến thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại các điểm cao 1314, 1015, 1049, 1029 trên dãy Charlie. Đại tá Nguyễn Thế Tân, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 320 thuộc quân đoàn 3 cho biết: bước vào chiến dịch xuân hè 1972, quân giải phóng miền Nam Việt Nam quyết định phá vỡ tuyến phòng thủ phía tây sông Poco thuộc tuyến phòng ngự vòng ngoài của căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh. Trong đó có hai điểm cao chiến lược là Charlie 1015 và Delta 1049. Về phía ta, thực hiện chủ trương chiến lược của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã giao nhiệm vụ cho Mặt trận Tây Nguyên mở chiến dịch xuân hè 1972. Cùng với lực lượng và binh khí kỹ thuật tăng cường nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng chủ lực quân đoàn 2 và lực lượng dự bị Ngụy, giải phóng Đắc Tô Tân Cảnh, sau đó giải phóng thị xã Kon Tum, phát triển súng Pleiku, mở rộng vùng căn cứ Tây Gia Lai và Đắk Lắk để hình thành một vùng căn cứ địa hoàn chỉnh, nối liền với căn cứ địa miền Đông Nam Bộ. Thực hiện quyết tâm tích cực tạo mọi điều kiện, tập trung bộ đội chủ lực và binh khí kỹ thuật mở chiến dịch tiến công Bắc Tây Nguyên, ta tập trung lực lượng chủ lực của Mặt trận Tây Nguyên, tăng cường sư đoàn 320A chủ lực của Bộ, sư đoàn bộ binh 2 của quân khu 5. Các đơn vị tăng cường đều đã trải qua chiến đấu, có một số kinh nghiệm trên chiến trường, tham gia chiến dịch còn có lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Bắc Tây Nguyên. Các khu vực diệt địch chủ yếu của chiến dịch được dự kiến gồm dãy điểm cao bờ Tây sông Poco, khu vực Đắc Tô Tân Cảnh và thị xã Kon Tum. Điểm cao Charlie 1015 là một mắt xích quan trọng trong tuyến phòng thủ dày đặc phía tây bờ sông Poco. Nơi đây được một tiểu đoàn dù 11 thuộc lực lượng dự bị chiến lược của Ngụy quyền Sài Gòn chốt giữ, bố trí công sự dày đặc, nhiều tầng binh hỏa lực mạnh, hình thành các cụm chốt vòm cung, hỗ trợ cho nhau, lại được pháo và máy bay chi viện ở mức độ cao. Trận đánh tại điểm cao này đã bắt đầu vào lúc 10 giờ ngày 12 tháng 4 năm 1972. Trung đoàn bộ binh 64 thuộc sư đoàn 320A của ta do Trung tá Khuất Duy Tiến, trung đoàn trưởng chỉ huy, đã nổ súng tấn công. Ta tập trung hỏa lực dồn dập bắn vào sở chỉ huy và công sự của địch. Quân Ngụy phản kích quyết liệt, thế trận giằng co, liên tiếp các ngày sau đó ta bao vây, mở các đợt đột phá dũng mãnh, với quyết tâm tiêu diệt cao điểm này. Địch dùng máy bay oanh tạc dữ dội vào đội hình chiến đấu của ta, lực lượng phòng không đã chiến đấu mưu trí, dũng cảm, bắn rơi nhiều máy bay làm cho địch hoảng loạn. Sau 4 ngày vây giáp, địch thất thủ tháo chạy bị ta chặn ở các ngã đường truy kích.
Đến 13 giờ ngày 15 tháng 4 năm 1972, ta đã làm chủ hoàn toàn cao điểm 1015, diệt gọn tiểu đoàn 11 lữ đoàn dù 3 của địch, bắn rơi 20 máy bay các loại, thu 160 súng và nhiều phương tiện thông tin quân trang quân dụng. Tại điểm cao Delta 1049, do tiểu đoàn dù số 2 thuộc lữ đoàn dù 2, quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiếm giữ. Từ ngày 30 tháng 3 năm 1972, Trung đoàn Bộ binh 52 và Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 48, Tiểu đoàn 19 Đặc công thuộc Sư đoàn 320 do Thiếu tá Hồ Hải Nam, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 52 chỉ huy, cùng với quân và dân địa phương đã tiến hành vây lấn, siết chặt, ép địch co cụm. Với tinh thần chiến đấu dũng cảm không quản gian khổ hy sinh, ta đã đánh chiếm sở chỉ huy địch, làm chủ cao điểm 1049 trong nhiều giờ, tiêu diệt phần lớn Tiểu đoàn dù 2. Nhưng địch tăng cường chi viện từ các điểm cao lân cận, đồng thời dùng máy bay, phi pháo, đánh phá dữ dội, nhiều lần phản kích chiếm lại trận địa. Trận đánh tại cao điểm này diễn ra giằng co và vô cùng khốc liệt. Có 12 máy bay các loại của địch đến chi viện bị ta bắn hạ. Đến ngày 21 tháng 4 năm 1972, tiểu đoàn dù 2 bị tiêu hao phần lớn sinh lực, thất thủ tháo chạy. Trung đoàn bộ binh 52 của ta đã làm chủ điểm cao 1049. Trong hồi ký của một cựu binh Việt Nam Cộng Hòa tham gia trận đánh thê thảm này, có tường thuật khá chi tiết sức tấn công mãnh liệt của quân Bắc Việt. Chúng tôi xin lược trích để các bạn có cái nhìn khách quan hơn. Trận chiến khốc liệt tại cụm phòng tuyến Charlie, tỉnh Kon Tum đã diễn ra từ 11 đến 14 tháng 4 năm 1972 giữa tiểu đoàn 11 nhảy dù, đơn vị có biệt danh chiến trường là Song Kiếm Trấn Hải, và hai trung đoàn cộng quân thuộc sư đoàn 320 Cộng sản Bắc Việt. Chiến đấu trong một tình thế vô cùng nghiệt ngã, không có sự yểm trợ của không quân chiến thuật, tương quan lực lượng là một người lính nhảy dù đối đầu với 6 cộng quân và cả tiểu đoàn phải chịu trận hàng trận mưa pháo của một trung đoàn pháo Cộng sản Bắc Việt. Chưa tính đến một trung đoàn phòng không của đối phương đã khống chế các phi vụ trực thăng tiếp tế tải thương. Cuối cùng, để bảo toàn quân số, với khoảng 150 chiến binh còn lại, tiểu đoàn đã phá vòng vây để rút về tuyến sau. Ngày 11 và 12 tháng 4, cộng quân đã mở trận hỏa công với hàng ngàn quả đạn 130 ly, 122 ly và hỏa tiễn đủ các loại vào các cứ điểm 960, 1020, 1050 thuộc hệ thống phòng ngự của căn cứ Charlie. Gần 9 giờ sáng ngày 12 tháng 4 năm 1972, cộng quân tiếp tục pháo loại đạn nổ chậm. Trung tá Nguyễn Đình Bảo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù bị trúng nguyên một quả đạn xuyên qua hầm. Thiếu tá Lê Văn Mễ, tiểu đoàn phó được Bộ Chỉ huy Lữ đoàn cử xử lý thường vụ chức vụ tiểu đoàn trưởng. Ngày 13 tháng 4, đại đội 111 của Trung úy Thinh từ đỉnh đồi 960 rút về đỉnh đồi 1020 trong ngày 12, được lệnh tung quân đi tìm nguồn nước và làm bãi đáp trực thăng để di tản thương binh và quân nhân tử trận. Cả đại đội 111 chỉ còn hơn 50 chiến binh, tất cả tuột đồi 1020 để xuống hướng Đông Nam, di chuyển được 200m thì cộng quân bố trí sẵn để phục kích. Trong lúc đang điều động quân sĩ chống trả, Trung úy Thinh bị một tràng đạn AK bắn vào người, đại đội trưởng tử trận. Chuẩn úy 3, một trung đội trưởng đã nhào lên điều động quân sĩ bắn trả để vượt thoát vòng vây nhưng cũng bị trúng đạn tử trận. Quân nhân có cấp bậc cao nhất lúc đó là Thiếu úy Khánh, sĩ quan tiền sát viên tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù, đã chỉ định Trung sĩ Lung dẫn tổ khinh binh xung phong mở đường máu để phá vòng vây. Người hạ sĩ quan can trường này đã cầm đại liên quạt tứ phía để mở đường cho đồng đội rút đi. Cuối cùng, Trung sĩ Lung đã bị một quả B-40 bắn vào người. Ngày 14 tháng 4, cộng quân mở đợt tấn công mới, một phần tuyến phòng ngự của đại đội 114 bị địch tràn chiếm. Và lúc này đơn vị đã hết đạn và cạn lương thực. Trước tình hình vô cùng nguy kịch, để bảo toàn quân số còn lại, Thiếu tá Lê Văn Mễ đã quyết định cho rút quân. Anh đã xin Bộ Chỉ huy Lữ đoàn 2 nhảy dù nửa giờ sau cho bắn đạn nổ trúng ngay trên đồi 1020. Rồi sau đó ra lệnh cho các đại đội rời cao điểm 1020 đi về hướng Đông Bắc, phương giác 800, để tìm đường rút về Tân Cảnh thay vì về Võ Định, nơi đóng quân của Bộ Chỉ huy Lữ đoàn 2 nhảy dù, vì vị trí này quá xa căn cứ Charlie. 5 giờ chiều, cả tiểu đoàn đồng loạt xuống núi theo sườn thoai thoải. Những trái bom đầu tiên từ B-52 đã nổ xuống khi người lính cuối cùng của đại đội 112 vừa xuống đến chân núi. Đoàn quân di chuyển hàng một và đi suốt đêm. Rạng sáng ngày 15 tháng 4, tiểu đoàn đi tới một bãi lau sậy trống trải. Quan sát địa hình, thiếu tá Mễ thấy khu vực này có thể làm bãi đáp để trực thăng xuống bốc nên cho lệnh dừng quân. Ông ta điều động một toán qua suối để bảo vệ cạnh sườn và dặn các đại đội chia ra từng toán 8 người đợi trực thăng đến bốc.
Sau đó thiếu tá Mễ chỉ cho thiếu tá Đức Phi, cố vấn trưởng tiểu đoàn, vị trí điểm dừng quân và yêu cầu vị cố vấn này gọi trực thăng Hoa Kỳ đến bốc đoàn quân về Võ Định. Liên lạc với không quân, cố vấn Đức Phi báo cho thiếu tá Mễ biết là khoảng 15 phút nữa trực thăng sẽ đến. Nhưng không còn thời gian mà chờ đợi, cộng quân đã phục sẵn quanh bãi đáp và tràn ra tấn công. Đại úy Nho, đại đội trưởng đại đội 110 đã điều động binh sĩ chống trả để bảo vệ ban chỉ huy tiểu đoàn. Anh tả Sung Hiếu Đột để chống trả các toán cộng quân vây kín, địch kêu gọi anh đầu hàng nhưng ông Nho không chịu khuất phục. Người đại đội trưởng này đã ấn tay vào cò súng, ria từng loạt đạn về đối phương. Trong khi đang chiến đấu, một báng súng của cộng quân đập trúng đầu, anh ta bất tỉnh và sau đó bị địch quân bắt. Chiến thắng tại các điểm cao 1015-1049 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là những trận đánh then chốt mở màn cho chiến dịch xuân hè năm 1972 trên mặt trận Tây Nguyên. Phát huy truyền thống dũng cảm đánh hăng của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 320A đã nêu gương chiến đấu anh dũng, kiên quyết tiêu diệt địch, xóa sổ các tiểu đoàn ngụy, hạ uy thế lực lượng dự bị chiến lược cưng của ngụy quyền Sài Gòn, phá vỡ tuyến phòng thủ phía tây sông Poco của địch, đánh bại âm mưu ngăn chặn của chúng, góp phần quan trọng tạo thế phát triển cho toàn chiến dịch. Đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị bạn tiến công giải phóng Đắc Tô Tân Cảnh. Trong các trận đánh tại điểm cao 1015-1049, với ý chí quyết tâm và tinh thần chiến đấu gan dạ, không sợ hy sinh, nhiều cán bộ chiến sĩ của ta đã anh dũng, hy sinh, áo bào nhuộm đỏ thêm trên chặng đường chinh chiến giải phóng đất nước. Quý vị thân mến, thắng lợi tại Charlie và Delta đã giáng đòn chí tử vào tuyến phòng ngự vòng ngoài của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bên bờ tây sông Poco, buộc Việt Nam Cộng Hòa phải tung lực lượng ra để quân giải phóng giam chân, tiêu diệt và cũng tạo điều kiện cho các lực lượng tiến công làm nên các chiến thắng Đắc Tô, Tân Cảnh, phá vỡ toàn bộ trung tâm phòng ngự mạnh của Việt Nam Cộng Hòa, giải phóng một vùng rộng lớn, làm thay đổi cục diện trên chiến trường phía Bắc Tây Nguyên. 46 năm sau trận đánh Charlie khốc liệt, Tây Nguyên đã xanh rì cao su, hổ tiêu và cây lấy gỗ. Nhưng Charlie vẫn chờ một màu đen bom đạn rội xuống, cỏ chanh vàng khè không mọc cao nổi bởi chất độc dioxin nồng độ cao đã rải xuống từ thời chiến tranh vẫn còn ảnh hưởng vào mỗi tảng đá, mỗi nắm đất vẫn còn thâm đậm màu máu.